nhưng mà tôi thích ăn cái món đây, nó phải chua thì chua, chỉ có đường đây, ớt mà cây nữa ăn này đổ một hầu luôn. Rồi chào anh em, hôm nay em biết anh em biết mình làm món gì không? Với hai chai xôi này thì anh em chắc cũng nghĩ ra được cái điều gì đó rồi đó. Và đây, đây là một chén mọc to đường như là ớt, mình chỉ đâm mâm đường. Và xôi này mình chỉ xách miếng 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 bỏ to và mình đâm một chén mâm đường rồi mình chớ mình trộn chung vào mình ăn, coi thử nó sẽ ra sao nha anh em. Nói chung xài này không biết chua ngọt đây, người ta ăn nó chua lắm, mình lừa xài chua mình mua mà. Và bây giờ mình chỉ đâm cái này để. Rồi mình đâm xong rồi, bây giờ mình múc cái này ra. Đó. Y bài các bạn. Vậy bây giờ mình đâm xong rồi mình sẽ chớ vô một ít mắm nha anh em. Rồi, nhiêu đó được á. Cô chớ lòn vô ăn này thôi ạ. Wow, qua nhìn đi. Mày đây mà có mì đi. Cái này là có mì nữa thì nhất à. Bột chua gì mà chạy trong miếng à. Vô thơm. Đó. Bây giờ mình sẽ xắt cái vài xài này đây. Đó, Ngọc Tùng đang xắt xoài nha các bạn. Không biết xài đây có chua, không biết nó có ngọt lượng rồi thôi. Chắc khỏi cầu gió đi, thay láng lắm mà. Mà xài đây mà cầu gió gì, anh xài mà cầu gió đây. Không ngon đâu. Ua. Thiệt chứ tôi quay mà chị muốn nấu các bạn ơi. Chuyện gì mà nó bộ. Ấn đồ. Wow. Chua quá chua chạy được miếng mà chấp nốt rớt chạy sai cái đồ đi em. Ui vô xoay. Nghi nó có mùi ngon ấy. Rồi bây giờ tôi sẽ xét khúc khúc bỏ đây đi. Đấy không có lắc liếc gì ạ. Giờ chơi rồi luôn. Mong là xoài này nó sẽ chua. Xoài ngâm mắm à. Mà anh em nha, đợi tôi thử xài chua coi. Ờ, không được. Thay gọi là bé. Chưa được mơ là dạng quét chua. Wow. Tại đây chua, mắm đường phải cay. Ăn thôi, mấy mấy tỷ cá không làm được gì. Anh luôn tay trái nè. Sao lại vợ anh tay trái mà. Wow. Các bạn nhìn cái miếng xoài đi. Mát xoài luôn. Xoài giòn luôn anh em. Hình như còn bay mùi mú ấy. Ừ, xoài đen còn mú. Mú luôn á. Thải máu hái mày. Chén mày nồi bày máu hái xuống mày. Bay mùi mú luôn à, nghi ngon. Chạy nước miếng mà. Ai mà nhìn vô cái clip đi mà không chạy nước miếng là thôi thì là người đó là hết. Hết đường cứu chữa đúng không? Không có dây chua. Chắc đó là nước miếng nó tuôn ra nó như mấy bè mà cả thai vì ấm nhén không bèn ngọng. Dù, nó vẫn còn bay mùi mũ rất là thơm luôn các bạn. Đó các bạn nhìn đi. Cực ngon nha các bạn. Thiệt vậy. Anh
Đấy, hiện tại Ngọc Tuân đang xắt xoài để ngâm mắm các bạn. Trộn vào. Chưa ăn mà không biết nó có chua tới mức nào, nhưng mà mình cảm thấy mình là ngầu người ngoài đây. Đang ngầu chỉ có nhìn cũng như nhìn ấy, như các bạn đang xem thôi mà chịu không nấu các bạn ơi. Cái hột cũng chào bá luôn à. Ngọt bao đấy. Wow, hết luôn miếng rồi. Trời, một trái mà đầy to. Một trái đầy to không? Thôi cắt trái thôi. Cắt trái thôi. Bây giờ mình cắt hết. Rồi, mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình xịt trộn điều lên thử đi. Không cưỡng nấu các bạn ơi. Mình ngầu mà mình chịu không nấu, nước miếng chảy đầm đề luôn các bạn. Wow, ớt nó hăng nữa, nó kì kì quá. Đẹp quá, đẹp quá. Ai mà không thèm món đây thì thôi thề luôn ạ. Nhưng mà tôi thích ăn cái món này, nó phải chua thiệt chua. Như có mắm đường đây, ớt nó kì nữa, ăn này, đổ một hâu luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ đỡ trong vòng 5 đến 10 phút cho nó ngấm vô cái đẻ, xong rồi tôi sẽ thưởng thức nha anh em. Mà anh em hãy cố gắng theo dõi clip này nha. Rồi xong nè anh em. Đây hồi nãy do mình ngâm chắc cũng được 5-10 phút á. Giờ mình ăn việc ăn thưởng thức nè. Chùa. Đây luôn. Bòn. Nó có vị chua của xài, cây của ớt, hoàng ngọt ngọt của đường, bòn mặn mặn của mắm nữa. Đồ nó ơi luôn. Cái đây là nhậu nhất nó nè. Mời anh em. Wow. Tốt màu luôn anh em. Quá đẹp. Ô, nhìn Ngọc Tuân ăn mà tôi chịu hết nấu các bạn. Chắc tôi cũng phải làm thử thôi. Lại ăn thôi. Chứ còn tôi không thể cưỡng được nữa rồi các bạn. Ngon không thật tưởng nữa. Và anh em, cái món này giờ mình gọi là xài sao ta? Xài ngâm mắm đường hả? Hay sao? Ai mời anh em nha. Đó. Đây xài các bạn nhìn đi. Rất là ngon luôn nha các bạn. Wow, nó cay. Cây cây chua chua. Chua chua cây cây. Wow. Quá đã các bạn ơi. Chua chua ngọt ngọt nó phọt ra. Anh tốt mồ hôi liền mà. Chai đây nó cũng chua chua cho lắm. Đây nó nem vàng 7-8. Cấp độ 7, cấp độ 8 nha. Còn sai mà dạng sao bị rừng đồ nó mới chua anh em. Nó chua hơn nữa là ăn cây lộ đen rồi ngon lắm. Vừa cây vừa chua là ngọt ngọt nó ưi bài luôn. Ăn đi xem chút nữa tối rồi đi cào tháp ruột. Nhưng mà xoài này nó có một cái đặc điểm là nó bay mùi mũ rất là ngon. Mũ khi mà vừa ớt nữa nè. Cây rất là ngon luôn. Phơ đầu chó. Mấy món đây là cho má anh dân nhậu là ưi bài luôn. Cây vô nữa là má em. Cái này cũng mấy bà bầu cũng mê lắm à. Mà anh ăn vô là nó hao bia cho không hao màu. Cho nó cay á, nó chua nữa ấy. Để nó cay mà anh chỉ có uống bia để cho nó hết cay thôi. Là nó hao bia chịu không nấu đâu. Vô mấy món đi mà ăn hao màu gì đâu. Ngon quá. Buộc, đổ màu luôn. Nó như tém thôi à. Anh thấy à.
ăn cái này đổ hâu là anh em biết tại sao ạ, cay và chua thì nó mới đổ hâu thôi. Xuống wow, rim đều rim ép đây, mình đưa mấy chị bầu thôi, mấy chị mày thấy cô video đi, mấy chị chạy miếng chịu nấu à. Ăn cay lưới chịu nấu luôn á. Wow, anh em thấy không ạ, tép ướt hết luôn ạ. Ai Ngọc Tôn có một đàn em vô tình lên thì đang thử con xoài đỏ các bạn, nhìn đây. Đây, em vuốt đi. Sao? Sao? Cảm người em thì xoài này thế nào? Không chua mà cay quá. Ừ. Xoài này nó có bảy à. Xoài này mua về chợ cho nên nó chua có bảy à, cho nên là cay, rất cay. Tại vì anh nghĩ là xài này nó chua cho nên anh đâm cay để lấy lại vị chua mà không ngờ. Rồi, em cũng rớt đài luôn các bạn. Thôi. Cái clip xoài ngâm mâm đường. Đến đây là kết thúc nha anh em. Chúc tất cả mọi người xem video mình vui vẻ và chúc tất cả mọi người có một cuộc sống thật là bình yên nha.